Mình xin chào các bạn nha. Thì hôm nay á, mình lại đang có mặt ở Thao Gia Ma Kỳ Hưng. Hôm nay đã là một tây tháng 10 năm 2021. Mình sẽ đến đây, mình cập nhật giá toàn bộ dòng xe Yamaha đã có mặt ở cửa hàng cho các bạn. Clip này mình sẽ báo giá nhanh thôi, dòng xe Exciter. Còn những dòng xe số và xe tay ga mình sẽ báo giá riêng đi, để cho các bạn dễ theo dõi ha. Bây giờ mình sẽ báo giá dòng xe Exciter 155 và 150 trong video này. Trước khi báo giá, mình sẽ đọc địa chỉ cửa hàng là ở số 161 đường Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Sóc Trăng. Và kèm thêm nữa là một số điện thoại của bạn nhân viên ở đây tên là Hoa, 0979 991687. Số điện thoại này và địa chỉ mình sẽ lần lượt để trong phần mô tả luôn nha các bạn. Và tất nhiên số điện thoại này cũng có Zalo luôn, các bạn có thể là kết bạn Zalo để mình tư vấn vấn đề giá cả, rồi khuyến mãi, rồi trả góp, vân vân. Bây giờ mình sẽ đến với chiếc Exciter 155 phiên bản tiêu chuẩn, tức là phiên bản sử dụng chìa khóa nè các bạn. Thì phiên bản này đang có giá là 47 triệu. Và một lưu ý nhỏ nhỏ cho các bạn luôn là khi mua tất cả những dòng xe Yamaha đang có mặt ở cửa hàng thì các bạn sẽ được chương trình là quay số trúng thưởng. Quay số trúng thưởng nha. Giải nhất là một xe Zanos, xe tay ga Zanos. Giải nhì là một đồng hồ Apple Watch Apple nhé các bạn, đồng hồ Apple nha. Và chương trình này nó sẽ kết thúc vào hết tháng 10, tức là từ bây giờ cho đến cuối tháng 10 nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục báo giá đây. Đối với phiên bản mà Exciter 155 phiên bản cao cấp thì đang có giá là 50 triệu. Cao cấp là sử dụng chìa khóa nha các bạn, chìa khóa thông minh đây. Và tiếp theo là phiên bản xanh GB là 50.05 triệu. Và cuối cùng là phiên bản màu vàng là 50.05 triệu luôn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với dòng xe Exciter 150 phiên bản RC. Thì phiên bản này hiện đang có giá là 47 triệu là phiên bản RC nha. Mình ví dụ như là màu trắng đỏ nè, màu đen cam nè. Còn đây là phiên bản Falcon. Phiên bản Falcon thì hiện đang có giá là 48 triệu. 48 triệu nha. Như vậy là nó mắc hơn phiên bản RC 1 triệu đồng. Bản RC là 47, bản Falcon này là 48. Tổng cộng có 4 màu nè các bạn. Và mình xin phép lần nữa đọc lại địa chỉ cửa hàng là ở số 161 đường Trần Hưng Đạo, phường 3, thành phố Sóc Trăng. Số điện thoại của bạn Hoa nè các bạn, 0979 991687. Các bạn vui lòng mình kết bạn Zalo với bạn Hoa đi, mình sẽ tư vấn giá cả là kỹ hơn. Bây giờ mình sẽ khép lại video này ở đây nha các bạn. Xin chào các bạn luôn.